Mến chào cô chú anh chị và các em. Bữa nay gia đình Thảo đột xuất đi ra thành phố Phan Thiết. Không có đạt được cái resort như ý muốn của mình ở ngoài Mũi Né, nhưng mà cố gắng đi review cho bà con cô bác một cái khách sạn mới tinh luôn với một cái resort. Mũi Né Phan Thiết giờ đẹp lắm bà con cô bác ơi, cùng đi chung với gia đình Thảo nha. Sáng sớm 6 giờ là lên xe tốc hành đi ra Phan Thiết, rồi ghé nè quán cơm Phước Lộc Thọ. Mời anh vô ăn cơm. Sáng sớm ăn sớm đi rồi đi. Anh lái xe nói là quán này có đủ món hết, ít người chạy ngang biết, tại nó quẹo vô ngay chỗ cái ngã tư này. Ngã tư gì ha? Ngã tư Tân Thành á, quẹo vô mới thấy. Địa chỉ 87 C1 ấp 1 xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Điện thoại 0903 934 411. Quán đẹp khang trang, bán nhiều lắm, có bánh mì thịt nữa. Khoảng 50.000, 40.000 một phần. Thì ở đây cái giá đó là được á, là khoảng 2 đô à. Bánh xếp tôm, hủ tiếu, bò kho, giò heo, pate, bánh cuốn tôm, cơm sườn bì chả, gà nướng, bánh hỏi, bánh bao, bánh cuốn xá xíu, cà ri dê Ấn Độ, chân gà điểm. Cảm ơn hả? Em kêu luôn. Kêu cái trứng nè. Cái gì? Trứng đấy. Cảm ơn. Rồi, hủ tiếu gà. Bao bác ngoài ngồi ngoài đây nè. Mua theo. Đúng rồi. Ở vô cho nó. Nè, bánh bao ngọt 7.000, còn bánh bao mặn 20. Đó, mấy Hà Lan cẩu rồi đó thì đang cất cầu Bến Tre 2. Còn bây giờ là mình đang đi ngang cầu Bến Tre 1, có 2 nhịp thôi. Cái kẹt xe quá đó, nhất là những ngày lễ và cuối tuần. Nên giờ cất cái cầu khác bự hơn, cách đây cũng mấy cây số á. Không biết chuyện gì mà đứng đây luôn. 5 phút rồi hả? 3 phút rồi. Biết cho nó gì. Để có một đường à, cái mấy anh xe kia leo xuống chạy qua bên kia cầu hút thuốc nhìn coi gì luôn. Đứng im re trên cầu. Mướn đò luôn. Cái này là một cái cồn nhỏ ha. Cồn nhỏ nằm là cồn ông đạo dừa xưa. À, cồn phụng. Đầu cái này là cái cuối. Cái bên đây là cái đầu có khu du lịch đó, cồn phụng. Mình đi xe là được luôn á, có nhiều bạn trẻ đậu nè, đi xuống dưới. Có cái thang rồi, nó có đi bộ. Có đường láng nữa. Xem ra dạ. Cuối cái cồn. Rồi, phát hiện ra tới đây là chiếc xe tải nó bị hư ở trên dốc luôn à. Rồi xong rồi, mình mới đợi từ nãy giờ hết 15 phút. Mấy xe tải bự quá nè, lên dốc nằm ở đây luôn. Từ Bến Tre để đi ra miền ngoài, đi ra phía Bắc á, thì mình phải đi ngang thành phố Sài Gòn. Rồi mình đi ngang đây á, giờ có mấy cái đường nó nằm ở biên của thành phố thôi, mình không có bị kẹt xe nhiều. Chạy xẹt ngang nè. Tới đây thì có cái hầm Thủ Thiêm, còn đường này là đường Đông Tây. Đó. Qua cái hầm nữa là mình thấy đi ra bên phía, đi thẳng ra có một cao tốc đó, đi Đồng Nai đó. Rồi từ cái cao tốc đó mình đi tới một cao tốc khác là đi ra tới Phan Thiết luôn. Nghe mấy anh mấy chị quen kể là giờ mình đi nhanh dữ lắm, không có đi lâu giống hồi xưa đi cao tốc không à. Mình đi trên đường cao tốc á,
từ thành phố ra tới Đồng Nai á, có cái điểm dừng chân đầu tiên trụ đông. Tại trong thành phố thì mình đâu dừng đâu, tới đây không dừng nữa là trạm dừng chân cao tốc Long Thành Dầu Dây. Rồi đi vô mình xả nước trong người tôi ra, rồi muốn ăn gì ăn. Thảo thấy bây giờ trên đường đi á, có mấy cái điểm dừng chân vậy nè, có giá cả rồi sạch sẽ nữa, rất là nè, tiện lợi á, đi chơi thoải mái không có lo. Bây giờ là mấy cái này rất là tiện lợi nha. Thảo về là Thảo thích cái này nè, quá trời xe luôn ha, thích cái mấy cái trạm dừng chân á. Rồi con muốn gì nữa nè? Cà phê sạch pha máy. Máy này được. Ghé chỗ này có bán bánh nè, bánh patisso, rồi bánh bao nướng, bánh ca día, bánh nhân trứng gà đó. Bữa nay đi với con của em thứ ba Quốc Thịnh nè, lúc Bảo thì con của em thứ năm, gần này em con thứ ba Thịnh. Chào bà con cái con đâu, chào coi, chào kiểu hoa hậu coi. Nó mắc cỡ. Quá trời xe luôn, ta cứ vô ra nườm nượp. Mùa nghỉ hè này đi du lịch dữ lắm bà con cô bác ơi. Ở trong đây nhà vệ sinh cũng sạch sẽ nữa. Ủa? Ở đây là hai mấy cây nữa mới tới hả? À, hai mấy cây nữa mới tới. Mới ra quốc lộ cũ á. Hồi nãy là cao tốc, cái giờ ra quốc lộ 1 nè. Hello, xin chào Phan Thiết. Bà con cô bác ơi, có ở Phan Thiết không? Thảo mới ra Phan Thiết đột sức đi nè. Tự nhiên sáng cái đặt xe bay ra Phan Thiết luôn. Chạy ra Phan Thiết chứ nói bye bye, tao tưởng về máy bay. Ở đây chưa có sân bay hay gì đó. Rồi, mình tới Phan Thiết rồi, qua cầu Cà Ti. Thảo nhớ nha, qua cầu này á, đi chừng dài đường nữa là quẹo phải đi ra biển Đồi Dương. Thì bữa nay ở cái khách sạn mới tinh luôn, mới tinh mới xây. Thảo thích ở cái mới, sạch sẽ. Rồi giờ mình chạy vòng vòng coi thành phố Phan Thiết hiện nay nha. Mà em Thảo nói bây giờ trong thành phố Phan Thiết là người ta đi du lịch đó, chỉ ở đây rồi phải đi vô Mũi Né chơi. Trong Mũi Né giờ nó vui như Tết ở trong đó, giống như là một khu du lịch ở trong đó luôn. Thảo chưa có mường tượng ra được. Để mai đi nha, mai hay là chiều nay gì đi vô trong đó thử. Cuối luôn á. Rồi khách sạn này á là ở ngay cái khu mới, đi theo đường xuống bãi biển Đồi Dương nè, rồi quẹo trái dọc theo biển có khu mới là tới khách sạn. Thảo kiếm quá trời luôn mới được chỗ này, còn cái phòng đặt trong ngày mà cuối tuần nữa chứ. Lâu lâu đi chơi mà tự làm khó bản thân. Khu này mới luôn á, là dọc bãi biển á, giờ có nhiều cái mới lắm luôn. Sau một số năm đáng kể mình quay lại Phan Thiết thì nó mới tinh. Hồi trước Thảo nhớ chỗ này là quẹo qua là sân góp nó chặn rồi, bây giờ lại có đường. Và ở đây là người ta chia lô á, đất chia lô và xây lên, xây nhà đẹp bự nha. Nè đây nè, khách sạn đó, tới rồi đó. Số 3 đường Mậu Thân hả ta? Mà ở trên đó ghi Ngô Thời Nhậm ta. Rồi vô luôn. Khách sạn này mới tinh. Vô coi phòng trước. Sao? Nhà mình mới đi lên có 4 người à, với bán tài xế nữa. Ở trên lầu mấy em? Ôi, đi bộ được rồi. Nhưng mà lấy Ngô Thì Nhậm, tại vì anh chủ anh nói là có một đường là dễ kiếm. Đi vô đây rồi mới vô phòng. Ở đây nhìn xuống nè, khách sạn mới tinh nè. Tiếp vô đây.
nói là phòng chật hết trơn rồi. Giờ còn cái phòng 6 nè. Ồ, giường rộng đó nè. Hai giường bự, rồi lấy thêm tấm thệ nệm. Sao? Thấy được không? Rồi, lấy. Rồi, giờ cái nệm này bọc lại luôn hả em? Trời ơi, đi Phan Thiết mà đi cuối tuần mùa hè mà Thảo dám sáng đặt xe, chiều gọi khách sạn. Được cái này. Em tên gì? Em tên Trâm. Trâm, chị tên Thảo. Dạ. Mai hai đứa nữa vô cái cho ở luôn nha. Mà cũng không biết là có lên. Dạ. Mai có hai cái phòng không? Lỡ dạ. Không, mai em ai phòng. Ừ, đây là chơi thứ 7 mà. Đã ở thêm một ngày. Còn chưa chủ nhật thì chị trả phòng lúc mấy giờ? Dạ, khoảng 1 giờ đến 2 giờ. Ờ, 2 giờ nha. Rồi cho chị hỏi là ở trong phòng có cái gì tính tiền riêng không? Dạ, uống ở trên sử dụng đồ trên đó là không tính tiền gì thôi. À, không có tính tiền gì thêm. Trong phòng có mấy cái nước đó là đi rồi. Thì làm mấy cái gì nó mới tính tiền. Khách sạn đẹp lắm. Mà Thảo thích chỗ này nè, đi ra biển tắm được không? Dạ, được. Với lại cái bãi này nó hơi sâu á, mấy cái gió. Gió nó hơi lấy, mình đi xuống đây cũng là chừng 200 mét, bãi biển Hồi Hương. Là tắm được? Dạ, tại vì nó thì nó động lại, nó kiểu công viên á, à. Quá. Giống như chương trình là ngày mai Thảo mới được vé, còn chiều nay có cái chỗ nào giới thiệu cho gia đình Thảo đi không? Ờ, tham quan du lịch, vui chơi vậy á. Trong một phòng không biết gì đâu. Mà đi muốn thấy gì? Không biết thì nhiều người chỉ chơi ở đây, không thì chỉ ra đá gì để ra tới đây, chỗ đó thì không tắm. Tắm cho số, là có nguyên cái bãi, khách sạn đẹp lắm đó. Dạ, đúng rồi. Đó là lên bãi đá biển, là không còn tắm, có cái số là tìm đó, tắm biển rồi. Rồi, ăn uống thì sao? Ăn uống thì biết ăn. Lại đường cái đường mình đi muốn thấy là đường Hùng Vương nè. Là muốn ăn cái gì cũng có, hải sản mình lại về tất cả. Giờ mình ăn món gì là ngon nhất ở đây ta? Giờ này thì biết ăn món gì ngon nhất. Không, ở đây là đặc sản ở đây nè. Thì chủ yếu ở đây hải sản, còn không là bánh canh. Bánh canh, dạ. Bánh canh đó. Bánh canh cá hoặc bánh canh. Bánh canh. Mà chiều mới có lại, còn không là buổi sáng, chứ còn giờ trưa thì ít. Dạ, chiều thì ra đường mình ra lại Tiên Quan này, dạ. Chỉ đường đó ra lại đâm thẳng là ra tới đường Tiên Quan là nó có bánh canh, là bánh canh chả cá. À. Thế đó quán tên gì ha? Nó hai ba quán của nó. À, bánh đường Tiên Quan. Đường Tiên Quan đó. Bánh canh cô năm gì? Cô năm, cô sáu gì ha? Với lại là giờ chiều nay là chỉ có đồ dương được tắm được, dạ. Uống cà phê ha. Dạ. Nếu mà uống cà phê thì chị qua cái thành phố Sơn Đôn nè, cái thành phố Sơn Đôn nè, bãi biển đó, cái bãi biển đó, cái đầu quán cà phê đó nằm một cái bãi trống để bên cạnh biển luôn, thì nó cũng ok, là nó khó, để xuống bãi biển đầu dương không thì ra ngoài chỗ đá biển là tắm, nó đẹp. Hai chỗ. Dạ. Rồi, nó cũng gần, vài cây thì chạy khoảng 10 phút là tới. Thảo cảm ơn nha. Nó. Có cái bàn nhỏ nè. À, lên tới rồi. Tủ lạnh. Ở đây có cái tủ nữa nè. Có 2, 4, 6 đôi dép nha. Khăn tắm đồ để ở đây. Gửi cửa đi ra ngoài. Ra ngoài là mình nhìn xuống dưới ngay khách sạn nè. Mới mở nên còn mới lắm bà con cô bác ơi. Thì Thảo coi trên YouTube thấy em đó nói phòng 2 khoảng 600 ngàn đêm mà ở sát bãi biển Đồ Dương, ra tắm biển uống cà phê rồi cũng được. Mà khu này rất là mới luôn hả. Giờ phòng 6 người nè, 3 giường bự. Tại vì mình đi đột sức mà mình không ở ngoài Mũi Né được thì mình ở đây đỡ, không còn phòng luôn. Thảo đặt đó, tưởng là không đi được bữa nay luôn. Vậy là có phòng ở là được rồi. Thảo cứ lên mấy trang mạng đặt mà em Thảo nói á, đặt ở trên mấy trang mạng là mình không có quyền lựa chọn phòng đâu. Phải lên coi ở trên TikTok hay là YouTube á. Cái Thảo nhào vô Thảo coi, khi thấy một em quảng cáo cái khách sạn này nè, thấy được quá, Thảo thích mới. Rồi cái Thảo mới chọn mà hết phòng. Chỉ còn một cái phòng 6 người này thôi à. Còn phòng 2, phòng 3, phòng 4 gì hết trơn.
rồi Thảo gọi, trời ơi, gọi từ sáng cho tới 10 giờ tối luôn, không có còn chỗ nào còn. Thảo nhờ bạn Thảo á, làm du lịch á, Kính á, gọi đặt mấy cái resort luôn. Hồi Kính nói hết rồi bà ơi, trời ơi, mấy tiếng sau Kính trả lời, chơi với. Cái thôi, thấy cái phòng 6 này Thảo nói, còn không? Liên lạc với Minh nè, cái Minh nói còn. Cái nói thôi lấy đại đi chứ, tự nhiên cái cancel xe của Quốc, Quốc là bạn Thảo thấy ngại quá. Tại tự nhiên sáng sớm đặt xe mà con cô bác sự tích đi Phan Thiết đột sức mà đặt xe trước, đặt khách sạn sau mới ghê. Mà ngày cuối tuần chứ, trời ơi, kiếm khách sạn mệt mỏi. Tại mình kiếm theo ý mình, khách sạn đẹp đẹp review cho bà con cô bác coi á thì khó. Em Thảo còn nói á, phải đặt resort á, ở Mũi Né mới vui. Giờ đó giống như là khu chính á. Mà thôi cuối cùng Thảo cũng có khách sạn để đi du lịch là được rồi. Đại Dương Xanh nè, nằm ở trong khu phố biển Rạng Đông. Rồi giờ gia đình Thảo đi ra Mũi Né, Bãi Ông Địa. Thảo thấy là ở đây người ta có khách sạn hoặc nhà nghỉ à. Ha. Rồi bên kia cái khu Đồ Dương chắc đang xây dựng đó mà. Ở ngay chỗ này đi thẳng xuống có bãi biển luôn, nhưng mà nghe nói sâu. Rồi khách sạn ở đây, chiều ra đây ngồi uống cà phê được. Bữa nay Thảo ở lầu 1 thôi. Rồi giờ vậy giờ đi ăn cơm. À, phòng 6 người. Không cái gì không hố được hết. Cơm, một tiếng cũng được. Giờ gia đình đi ăn cơm trưa rồi xong đi vô Mũi Né luôn. Không thấy ai hết vậy? Cái khu này nó mới mở mà còn nhiều cái chưa xây nữa kìa. Đi đâu sợ lạc, nó có địa chỉ đi Google đâu. Giờ là gia đình đang đi xuống đi thẳng ra Mũi Né luôn. Tại ông xã nói đi ra đó chờ vui. Cảm xúc đầu tiên của Thảo á, khi nhiều năm trở lại Phan Thiết là thấy đường á, rộng, có nhiều đường mới lắm, không còn nhớ lại ngày xưa mình đi như sao nữa. Rồi chỗ khách sạn đâu quá chừng nè. Vô tháp nào chơi cũng được. Tháp Chàm. Vô chút lớn giờ vô vô cho nó nóng. Ông này là ông sợ nóng. Đi chỗ nào mà mát mẻ là ông phá. Có nước là. Khoảng 20 năm trước á, Thảo làm hướng dẫn viên du lịch hay đi Phan Thiết lắm. Mà giờ Thảo đi thấy lạ. Thay đổi nhiều lắm bà con cô bác ơi. Khách sạn, resort, bự, nhiều phòng lắm. Chị mà hôm qua gọi, không chỗ nào còn là sao trời. Ôi, ta đổ ra đây nhiều dữ vậy ha. Đây nè, mình đi ngang cái cầu dừa của một cái khu resort dẫn ra biển á. Cái resort thì nằm bên phía bên đây của đường, bên núi. Rồi, có cái đường đi ra biển, đi tắm biển à, đẹp quá trời đẹp ha. Giờ khu nào khu nấy đẹp lộng lẫy luôn. Ờ, có dịp thì mình vô đây ở mình review được. Hôm qua nhờ bạn làm du lịch đặt luôn mà không còn phòng luôn á. Tại Thảo đặt gấp quá, ngày cuối tuần là ai cũng đổ ra đây hết. Tại vì thứ bảy chủ nhật là ở đây đông lắm. Chút ghé ở đây nha, giờ Thảo phải đi ra ngoài ngoài kia là gì ta, ngoài Mũi Né. Bãi đá Ông Địa, bên kia là xe lên xe đi vậy ha. Rồi nó có cây cầu đi xuống bãi đá Ông Địa nè. Ở đây giờ có mấy cái resort, mấy cái khách sạn bự lắm. Cảnh đẹp ghê luôn. Trưa nắng quá để chiều mát mát rồi ghé. Giờ ở đây quá trời đẹp luôn. Sau một số năm đáng kể đi về, Thảo thấy cảnh nè bà con cô bác ở đây là dọc theo bãi đá Ông Địa đó. Tới chỗ này nè. Mấy chỗ này thì đá nhiều lắm, mình không có tắm được.
đi xuống chút nữa tới Mũi Né cũng tắm được. Dọc dọc đây thì nhà hàng nhiều lắm. Trưa nay mình đi ăn trưa xong mình chạy vô Mũi Né luôn. Hoa Viên, nhà hàng nóng bia hả? Hoa Viên mọi giờ đây giống như thành phố luôn rồi ha. Giống ngoài kia luôn rồi. Ngoài giờ đông lắm, đông vui nè. Quá trời đông vui luôn. Hồi xưa là mình đi một số năm đáng kể rồi, lúc Thảo với anh Thái đám cưới xong rồi cũng đi ra đây chơi 20 năm chứ có nhiều tích tắc. 20 năm rồi, già luôn. Bữa nay có anh Phước chở đi chơi. Hôm qua là tự nhiên sáng sớm mới nói đi Phan Thiết mà là thứ năm, cái gọi điện thoại gọi từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, phòng ở đây là hết. Dọc dọc theo biển hết luôn. Còn mấy cái ở trên phía bên trái, trên đồi, trên núi, xa xa biển mắc gấp 3 lần bình thường. Giống bình thường là thấy ở trong cái vé mà đặt khách sạn đó là 600 ngàn một đêm chứ gì. Rồi tới ngày mình gọi là 1.8 triệu một đêm. Mà ở trên tuốt trên đồi xa mà không phải là khách sạn đẹp luôn á, khách sạn bình thường. Nên ở đây tắc dữ lắm, mùa hè gì khủng khiếp người đi nè. Cái nào cái nấy cao chà bá lửa luôn. Mà gọi hết phòng. Đây chắc không có đâu, dài dài trong kia chút. Quá trời đẹp. Đỡ. Chạy ngang mấy khu này nè, ở bên kia là biển, bên đây là mấy khu resort. Đẹp ơi là đẹp luôn. Thái muốn hỏi hả? Không, khi đi xuống đây ăn cái này hết xong để hỏi xong. 1001 hotel. Đó, mấy hotel nhỏ nhỏ ở đây thiếu gì nè ha. Nohana Hotel. Mà hôm qua kiếm ở trên mạng á, trời kiếm quá trời luôn không có. Chỗ này đẹp quá. Bọt biển. Ngọc Duy nè, nhỏ nhỏ ngay biển. Ở trong đây rất là vui, quá trời vui luôn, đi ra cũng thấy vui ha. Làng tre cực kỳ đẹp, thành phố biển luôn. Giờ ở trong Mũi Né là thành thành phố biển rồi. Hồi xưa đi á, còn nhà dân á, giống như nhà nhỏ, còn giờ đi là giống như thành phố dày đặc luôn. Thôi quá trời quá đất luôn. Mà hôm qua ngồi gọi mỏi mệt luôn, chỗ nào cũng đây phong. Mấy chỗ này vừa đồ đẹp quá ha. Sài Gòn Mũi Né. Chỗ này là Sài Gòn Mũi Né. Qua này là cái gì? Sài Gòn Mũi Né luôn đó, chung luôn. Lớn dữ ha. Coco Beach. Nguyễn Giải này luôn. Còn mút mút không? Cuối tuần người ta đổ xô ra đây à. Hồi nãy giờ chạy cỡ 10 phút rồi, thấy đẹp quá. Mở đường ra rồi đẹp luôn.
cơm á. Không, mấy cái khách sạn. Khách sạn không nhiêu nữa nè. Có không? Ba thấy thì ba kêu nhanh. Trái nữa. Có ngon không? Cơm niêu à, được không? Chút nữa quay ra. Hả? Chút nữa quay tới ra. Trời ơi. Đây quá ăn gì. Đó mình thấy gì cũng được hết á. Ở đây ở vui đây quá, trời vui luôn. Ờ, ghé đây là ăn luôn. Ờ, được, rồi. Cơm gia đình. Cơm gia đình đúng không? Ừ. Vô đây hỏi cái chàng. Ừ, đây. Rồi. Vậy ăn đi chơi. Đây mà mình đi chơi đi tập bộ cũng ốm được luôn á. Dài nè. Trời ơi, đã lắm bà con cô bác ơi sao. Đây có cái quán cà phê nãy chị đó, à. Nó nấu đó. Hai tối nó chơi nhạc vui lắm. À. Ngoài bể nó bán vé cho mình vô uống cà phê ngồi nghe nhạc uống sụp. Sau 20 năm đi về khác lắm bà con ơi. Đông vui lắm, nhộn nhịp lắm. Du khách tràn đầy. Tối còn ừ, quá trời xe luôn. Tới đây cái quay về cái là hết giờ. Ừ. Hết giờ gì. Ôi ôi quá trời xe luôn. Tới cái khu này lại đông nữa. Cơm niêu nhiều lắm ha. Mình chạy cái mình thấy cơm niêu thiếu gì luôn nè. Đây có một khu đông nữa nè. À, Sài Gòn Cali. Vui vui vui. Rồi có mấy chiếc xe riết hả? Nhà nghỉ Suối Tre. Quang Nhật. Đồ hỏi Nhật, Nhật Quang. À. Nhật Quang, hồ bơi, bãi biển, sân vườn rồi. Vô hỏi coi. Đây là có bãi tắm, hồ bơi có đầy đủ. À, quen nè. Quen của anh Phước để vô hỏi thử rồi. Rồi ba hái đi không? Đi vô luôn. Đi vô review Nhật Quang, hồ bơi. Bãi biển mà nó còn ipin sân vườn giống như cái nhà nghỉ vậy đó. Rồi mình đi vô nè. Tước ở dưới đây luôn. Rồi ở ngay bãi biển luôn. Review review cho bà con cô bác coi. 650, 850 phòng Nhật Quang. À, khu nghỉ mát Nhật Quang. Ồ, giống như homestay vậy đó. Mát ơi là mát luôn. Rồi. Ở đây đang chụp hình nè. Mai nhận phòng thứ bảy. Đó, nếu bà con cô bác đi mà đặt ở trên mạng không được á, thì mình chạy ra đây rất nhiều lắm luôn. Dọc bờ biển là người ta làm nhiều lắm. Đây nè. Rồi mở cửa cho mình vô. Ừ. Nãy không kêu vô hả? Phòng này là mấy người? Hai người một giường ha. Hai người một giường nè, giường bự. Kiểu giống vậy thôi nha. À. Mình để chắc phòng bên cạnh á. Kiểu giống á. Đâu, ba, coi ông đó coi. À, đơn giản thôi. Biển một bên và em một bên đó. Rồi, còn cái ba thì sao anh? Cái ba, cho coi cái ba đi. Nếu mình ở bên kia. Giờ có hồ bơi nữa nè. Hồ bơi nhỏ, biển xuống tắm được không? Chứ bây giờ em nói em tắm được mà chị tắm được. Em biết bơi còn chị không biết bơi. Là chị cấm không được. Trời ơi, biển sóng quá chừng luôn. Áp thấp nhiệt đới. Trời ơi, sóng quá trời sóng luôn, chắc chiều mát. Cái này ba nè. Phòng ba 850 ngàn một đêm. Đó. Đơn giản thôi. 650, 850. Ừ. Phòng đơn giản thôi. Có hồ bơi nho nhỏ. Có cây dừa trái quá trời. Ở đây có mấy cái nhỏ nhỏ nè.
Ở đó chắc là nguyên cái phòng nhà. À bên đó còn hai phòng trên lầu dưới hết. 1.050.000. Ừ, 1.050.000. Cái ở đây cắp được mình chưa cắp. Ví dụ ở đây mà vô chơi chơi như thế này hả? Còn là ở chơi luôn. Quá trời nước luôn. À, sóng trào luôn. Nó nước nó dơ lắm. Buổi trưa là không có tắm được. Rồi xuống tuốt dưới kia mới thấy mũi né kìa. Mũi né là tuốt ở dưới kia. Chỗ này là người ta đi lưới đánh bắt cá đồ á. Đi lưới đánh bắt cá. Tắm không được hả Thịnh? Mà nó sóng đập mạnh quá. Hôm nay gió giống như biển bị áp thấp nhiệt đới á. Mà vừa mới hết. Nước cao đầy lắm mà nó hơi dơ. Tại cái bãi biển nó có nhiều rác thôi. Cái khúc này là làm như không phải tắm, khúc xuống dưới kia chút nữa mới lại mới tắm được. Khúc dưới kia là xuống tới mũi né. Khúc này khúc trên cách chừng 7-8 cây số gì á. À, hơi hụt hẫng vì là sóng lớn lắm không tắm được. Muốn chỗ nào là tắm được á thì mình đi. Cảnh ở đây đẹp ghê luôn á. Có cây khế nè, trái quá trời luôn. Ở chỗ này nhà hàng nè, có một cái tầng lầu ở trên. Thảo muốn đi review cho bà con cô bác coi á, chỗ nào mà gần biển, gần cái khu vui chơi giải trí, rồi đẹp giá được. Cho bà con cô bác biết thì mới ghé vô một cái resort được thôi à. Mình muốn lộng lẫy thì mình phải đặt mấy cái bự có nhiều sao á. Thì giờ không có. Để bữa nào rảnh Thảo đi vô trỏng review nha. Còn bây giờ đi ăn trưa trước bà con cô bác. Gần 2 giờ rồi. Ông xã Thái nơi muốn kiếm cái resort nào mà đi xuống cho mấy nhỏ tắm khỏi phải đi xa đó. Giờ mình vô cơm niêu quán Việt số 45C Quỳnh Thúc Cá Kháng. Hàm Tiến Mũi Né. Điện thoại 0973333009. Vô ăn cơm niêu. Mời bà con cô bác ăn cơm niêu. Ở đây là ngay cái khúc mà đi từ ở ngoài vô Mũi Né là cỡ 20 phút rồi. Nhà hàng Vivu Food. Tên là Vivu Food nha. Cũng thấy đông à, giờ này mà cũng có khách ăn nè. Nhà hàng lớn. Rồi giờ mình gọi cơm niêu nè. Rồi có một dĩa rau trộn. Gỏi cá mai. Rồi ăn gỏi cá mai luôn. Khi mà mình đi du lịch đó thì mình chỉ biết mấy cái quán ở khu du lịch thôi thì giá lúc nào nó cũng cứng. Còn nếu mà có quen biết với mấy anh chị em địa phương chỉ cho mình á thì sẽ biết những cái quán ăn của dân địa phương á thì mình vô đó giá sẽ mềm hơn mà có những cái quán ngon hơn, những cái quán mà nổi tiếng người dân địa phương người ta không mới biết á. Dẻo ngon nè. Gì sáng sớm trước không có ăn gì luôn đỡ rồi đó. Rồi mời cả nhà ăn cơm trưa. Ăn gỏi ăn cũng được, khoảng 700.000 bàn ăn vậy đó. Mình đi ra biển mình ăn vậy thì giá cũng được, có ăn được đặc sản gỏi cá mai á. Ăn dữ cho mấy ông ăn.
giờ xong rồi mình đi kiếm phòng tiếp. Cơm niêu Vibu Food. Ừ đúng rồi. Mua đi. Mua cho Bình Sịnh không ơi, ăn không? À, Bình Sịnh được rồi. Bà thấy ăn không? Bà thấy ăn không? Bình chi lin. Để mai trả tiền cho. Thảo thấy ở đây có nhiều quán cơm niêu lắm, nên bà con cô bác ra đây đừng có lo tìm quán ăn nha. Và trong cái quán thì có giá luôn. Ở cái khu này là Mũi Né rồi nè, đường Nguyễn Đình Chiểu á. Bà con cô bác ở cái khúc này vui đông lắm. Đó, bà con cô bác đi dài dài ra rồi mình đi coi mấy cái resort hả, đặt phòng ha. Nhiều khi mình đặt trên mạng mình thấy vậy đó, chứ mình tới đây thì nó ở trong hình nói chung là nó lung linh hơn á. Thảo thì Thảo hay lựa cái gì mà nó mới rồi Thảo mới review cho bà con cô bác coi á, cái nào mà thấy được mà giá được luôn á. Còn cái khu này nha, của mấy tuổi teen nè, chút nữa anh Phước nói là cho đi tắm biển, đi đồi cát rồi mới vòng lại đây. Tối á, đây đẹp lộng lẫy luôn, rồi quay phim sao cho bà con cô bác coi nha. Rồi bữa nay Thảo đăng video tới đây nha, hẹn video sau Thảo đăng dài hơn và nhiều hơn cho bà con cô bác coi nha. Rồi đi Phan Thiết quay phim quá trời bà con cô bác, dở đẹp lộng lẫy luôn. À, nói chung là đi vui chơi giải trí đó, lâu lâu mình làm việc mệt mỏi quá thì mình đi vui chơi giải trí ha. Rồi tạm biệt bà con cô bác nha, chúc bà con cô bác cuối tuần vui vẻ nè.